Hello, xin chào thầy các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ ra rẻ. Và hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 2021. Và bây giờ thì cũng là 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì mình lên video thì hơi muộn một chút. Thì là buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình cũng có thể đăng ký kênh. Các bạn có thể đăng ký kênh YouTube này. Đấy, các bạn lên YouTube này. Đấy, rất nhiều luôn. Các bạn lên YouTube này. Đấy, các bạn gõ kênh là Triệu Phú TV nhá. Đấy. Các bạn gậy gõ kênh mình là Triệu Phú TV này. Quên mình chưa gõ TV này. Đây ạ. Đấy. Là Triệu Phú TV. Các bạn kích vào cái mục mà ở đây là sẽ có mục mà đăng ký kênh nhá. Thì các bạn sẽ kích vào đăng ký kênh cho mình. Thì là mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Đây, rất nhiều điện thoại các bạn kích vào kênh của mình này. Và đây, kích vào mục video, rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ cho các bạn lựa chọn các bạn nhá. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu luôn cho các bạn. Thì hôm nay thì nhà mình có mấy con lót 8 này. Thì hôm nay nhà mình có mấy con, hôm nay nhà mình về được một cây lót 8 này. Đấy, lót 8 giá rẻ các bạn nhá. Đây ạ, cây này thì hôm nay mình vừa mới nhập lại của khách xong. Đây, lót 8, Samsung lót 8. Đây ạ. Hôm nay thì nhà mình vừa mới về được cây Samsung lót 8 này, giá rẻ luôn. Đấy, Samsung lót 8 này giá rẻ. Con này thì mình sẽ thanh lý giá cực kỳ là lợn chết nhá. Con này thì rất là đẹp luôn. Mình kiểu khách người ta dùng bình hơi bụi bặm thì thôi, nhưng mà lau đi thì vẫn là mới, rất đẹp nhá. Con Samsung lót 8 này, tình trạng của nó thì là màn hình đẹp nhá, không ám ố gì. Chỉ duy nhất mỗi một cái đường là sọc ở đây, sọc xanh ở màn hình các bạn nhá. Đấy. Đấy, chỉ duy nhất có nghĩa là mỗi màu sọc xanh ở màn hình. Đấy, con này thì màn hình đẹp, không ám muối, không lưu ảnh gì. Đấy, đấy, màn hình đẹp, không ám muối, không lưu ảnh gì. Các bạn mua con này về dùng rất là ok. Con này thì là bản hình bản, con này thì là phiên bản của nó là RAM 6GB. Lót 8 này của mình là phiên bản của nó là RAM 6GB. Yeah. RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 100 gì nhỉ? Sorry các bạn, bộ nhớ trong con này là 64GB các bạn nhé. Con Samsung Lót 8 này các bạn mà mua về để chạy Grab, hay là các bạn mà để chạy ứng dụng, hay là chạy ứng dụng, nói chung là chạy ứng dụng, chạy Grab, hoặc là các bạn mua ra chạy về Grab, con này bạn nó có hình, các bạn chạy con này chạy Grab, các bạn ra đường rất là tuyệt vời các bạn nhé. Các bạn kẹp vào xe này, các bạn chạy Grab hoặc các bạn chạy ứng dụng, rất con này rất ok luôn. Tại vì nó là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB mà. Tại vì Lót 8 thì là cái cấu hình nó rất là cao, các bạn chạy rất là ok. Con này thì là bản Hàn, mặc định của nó sẽ là một SIM. Bạn nào sẽ cần hai SIM thì mình sẽ lên hai SIM cho bạn dùng luôn các bạn nhé. Con này thì là màn hình đẹp keng, không ám muối, không lưu ảnh gì. Tất cả có nghĩa là máy là chức năng bình thường, không lỗi lầm gì. Chỉ mỗi là sọc tím ở chỗ màn hình này thôi. Đấy, các bạn để dùng gốc rồi sao. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2.600.000 các bạn nhé. Đấy, con Samsung Note 8 này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2.600.000 cho bạn nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 gì nhờ, bản Hàn, hai SIM hai sóng này, các bạn nhà hàng mình sớm nhất nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2.600.000. Các bạn mua về chạy Grab hoặc chạy ứng dụng để xem phim, nghe nhạc rất là tuyệt vời. Màn hình 2K các bạn dùng cực kỳ là phê và sướng các bạn nhá. Mình sẽ tặng kèm các bạn một cái ốp nó chống va đập đấy luôn. Đấy, rất là ok luôn. Và các bạn là xài rất là ok. Đấy. Đấy, Lót 8 nhá, con này là 2.600.000. Đây, vào nền trắng nhìn thấy luôn này, dùng rất là sướng này. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lót 8 thì mong các bạn liên hệ trực tiếp cho mình qua hai số điện thoại. Nếu mà tin nhắn mà Zalo, số này mình dùng Zalo các bạn nhé. Nếu mà tin nhắn Zalo mình không trả lời kịp thì là mong các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình đặt hàng. Và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn sẽ trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi mua bán. Và ở xa bên mình có ship nên các bạn yên tâm. Và tất cả sản phẩm bên mình thì cứ lỗi đổi một tuần và bảo hành 6 tháng nên các bạn yên tâm sử dụng các bạn nhé. Đây ạ. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là con Samsung gì nhỉ? S10 Bluetooth các bạn nhá. Hôm nay nhà mình về được con này là con Samsung S10 Bluetooth luôn. Hôm nay nhà mình về được hai con đây. Đấy. S10 Bluetooth thì mình sẽ vào thông tin điện thoại đây. S10 cộng các bạn nhá. S10 cộng cái lúc thời điểm nó mới ra là mấy chục triệu này. Đắt ngang coi như bằng xe Liberty các bạn nhá. À, xe con gì nhỉ? Con gì nhỉ? Vision với cả con LED lít nhá. Đấy, liên ra. Con Samsung S10 cộng này thì là gì nhỉ? Bản Hàn. Mặc định máy Hàn nó sẽ về là một SIM à gì nhỉ? Mặc định máy Hàn về Việt Nam sẽ nó sẽ là một SIM như thế này nhá. Đây ạ. Mặc định máy Hàn về Việt Nam. Đây, sẽ là một SIM một email như này.
Nhưng mà bạn nào muốn dùng hai sim thì mình sẽ là lên luôn hai sim cho bạn nhá. Con Samsung S10 Plus này thì là phiên bản của nó là bản max dung lượng luôn. RAM 8GB này, cấu hình là RAM 8GB, bộ nhớ là trong 512GB. Các bạn lưu trữ hay là sử dụng rất là tuyệt vời luôn. Thì là màn hình con này thì là màn hình của nó là tràn viền luôn nhé. Màn hình tràn viền, độ phân giải của nó là 2K luôn, 2K cộng luôn. Đây ạ, mình sẽ vào như là Cebu Z, mình sẽ test cấu hình chip RAM này. Con này chạy chip Exynos này, 98 này, 20 này, 2.73GHz luôn. Đấy, RAM con này là RAM 8GB, bộ nhớ là 512GB. Đấy, màn hình của nó là màn hình 6.39 inch nhé. Đấy. Màn hình của nó là chạy đây, 6.39 inch. Pin con này là pin hơn 4000 các bạn nhé. Dung lượng pin con này là pin hơn 4000 các bạn nhé. Đấy, màn hình cong, tràn viền rất là đẹp luôn. Camera của nó là camera kép này. Âm màn hình cho cái camera này cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây các bạn quay phim này. Ui dồi ôi, đẹp vãi luôn các bạn ạ. À, hôm nay thì nhà mình về được hai con. Hôm nay nhà mình về được hai con các bạn nhé. Đây ạ. Một con này là gì nhỉ? Một con màu trắng nhá. Một con màu trắng này, ngọc trinh này, và một con là màu xám xám này các bạn nhá. Hai con thì là máy đẹp 90, trên 90%, máy thì đẹp leng keng xà beng luôn. Cổng sạc của nó là cổng sạc Type C và đây là jack 3.5 nghe nhạc các bạn nhá. Ở đây thì có mấy cái nút volume, nút nguồn này. Đây, nút nguồn bên này sao? Ừ. Và nút này nút voice thì mình nói chung là ít dùng cái nút này lắm. Đây, camera trước của nó là hai camera kép. Đấy, camera kép thì đây cái biết. Đây, camera kép đấy, cho hiển thị hình ảnh rất là trâu bò và rất là đẹp các bạn nhá. Các bạn về livestream rất là tuyệt vời luôn. Con S10 Plus này thì nó sẽ là đây. Bo tròn các cạnh rất là đẹp luôn. Camera của nó là 1 2 3 camera và một đèn flash và các cái đèn mà trợ sáng lấy nét các kiểu các bạn nhá. Bản Hàn thì mặc định sẽ là về Việt Nam sẽ là một sim, bản nào mà cần hai sim thì mình sẽ lên hai sim luôn cho bạn nhá. Hôm nay thì mình về được hai con. Hai con này thì là tất cả thì là máy đẹp keng. Đấy, màn hình thì đẹp keng, màn hình thì tất cả đẹp keng, không à mố hay không lưu ảnh gì. Hai con này đấy, S10 Plus. Đấy, cái lúc thời điểm nó mới ra mấy chục triệu cơ. Các bạn mà mua những sản phẩm đời cũ như này mà dùng, nó thật với các bạn sướng hơn những sản phẩm đời mới bây giờ. Mình khẳng định với các bạn như thế luôn. Mà các bạn mua những sản phẩm như này, các bạn mua về là chạy Uber hay Grab hay là dù mà làm những tính năng mà tác vụ gì, chơi game hay xem phim nghe nhạc gì, các bạn dùng rất là sướng luôn. Mình nói thật với các bạn luôn, các bạn mua bỏ ra đồng tiền mà các bạn mua những sản phẩm mà S10 Plus của Samsung, các bạn dùng cực kỳ là sướng luôn. Màn hình của nó 2K rất là hay. Mình sẽ vào coi như là nghe nhạc cho bạn nhé. Nghe nhạc của màn hình của nó là màn hình rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy. Ui dồi ôi, nghe nhạc thì phê loài luôn. S10 Plus nghe nhạc thì trong trẻo đây. Nó sẽ là nghe được một loa bên dưới này và một loa bên trên này các bạn nhá. Nghe tính năng là hai loa âm thanh vòm. Màn hình của nó là 2K cộng này, rất là tuyệt vời, sắc nét luôn các bạn nhá. Ôi nghe nhạc thì khỏi phải chê luôn, nghe nghe hay dã man luôn các bạn ạ. Đấy, các bạn nào mà mua những con sản phẩm con S10 Plus mà như này thì các bạn dùng cực kỳ là sướng luôn. Thì là về đây, ngoại hình thì rất là đẹp, máy đẹp leng keng luôn, màn hình thì cũng là đẹp keng luôn, không ám. Tại vì những dòng này thì máy nó đắt tiền mà, mình sẽ tuyển chọn những các bạn những cái màn đẹp nhất và máy đẹp nhất cho các bạn nhé. Con S10 Plus này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 7.600.000 nhé. Đấy, hai con này máy đẹp keng thì là bên mình đang thanh lý bạn giá là 7.600.000. Đấy. Chỉ phải giá 7.600.000 các bạn đã sở hữu sản phẩm là S10 Plus. Mặc định sẽ là máy Hàn, về Việt Nam sẽ là một sim. Bạn nào mà dùng hai sim thì mình sẽ lên luôn hai sim cho các bạn nhé. Đấy, phiên bản là 512GB. Các bạn tha hồ quay phim, chụp ảnh hay là nghe nhạc rất là ok luôn, rất là tuyệt vời luôn các bạn nhé. Đấy, RAM thì là RAM 8GB. Các bạn chạy thì khói về chê luôn. Đây, mình sẽ vào lướt nét cho các bạn luôn này. Ôi, ôi các bạn nó không phải nghĩ luôn. Ui dồi ôi, loát đâu là các bạn lướt đầy, nó quá là nhanh, quá là mượt. Bộ nhớ thứ nhất là cái RAM, và thứ hai là cái bộ nhớ của nó ấy. Cái bộ nhớ của nó ấy, nó rộng thì các bạn nó càng nhanh nên càng mượt nữa cơ. Đấy. Đấy, các bạn nghe nhạc này. Nghe nhạc buồn thì khỏi phải chê luôn. Đấy, các bạn nghe nhạc vàng hay là nghe nhạc chữ buồn hay chữ tình thì khỏi phải chê luôn nhá. Đấy, mình sẽ phần nghe nhạc cho bạn này. Công nhận các bạn mà bỏ ra 7.600.000 các bạn mua S10 Plus này, thật các bạn đáng đồng tiền bát gạo luôn. Mình khẳng định với các bạn luôn, các bạn cầm những con máy này là khác hẳn luôn.
nó quá chắc tay. Những sản phẩm mà dụng mà đời mới bây giờ ấy, A71 chẳng hạn, mà mày mới bây giờ cũng 7 đến 8 triệu rồi. Hoặc là những con A70 bây giờ chẳng hạn, những cái A70 lúc mà giờ giảm 9 triệu rồi. Những sản phẩm mà đời mới các bạn bỏ ra 7 8 triệu mà các bạn dùng con này, các bạn dùng thật với các bạn đáng đồng tiền bát gạo luôn. Thì mình có lời khuyên cho các bạn là các bạn mua điện thoại cũ ấy, thì các bạn nếu mà các bạn mà cân nhắc mới giữa mà những sản phẩm mà hơn 7 triệu như này, các bạn nếu mà các bạn 7 đến 8 triệu thì mình khuyên các bạn là nên mua sản phẩm là con S10 Bluetooth này các bạn nhé. Và thật các bạn dùng, các bạn nói thật với các bạn, nhận những con máy này các bạn dùng thì khỏi phải chê luôn. Cái thiết kế nó quá đẹp, nó chắc tay kinh khủng luôn các bạn ạ. Đấy mà giá chỉ có 7.600.000. Cái lúc mà mình mà đi làm ấy, nghe nhạc hay lắm các bạn, mà lúc mà đi làm, mà thời điểm mà mình đi làm mà không có tiền, mình nhìn những con này mình ao ước luôn các bạn ạ. Đấy, các bạn mua về để chơi game nó thật, với cái màn hình cong, màn hình đẹp như này, các bạn mà để chơi game hay là xem phim thì thật với các bạn cực kỳ là sướng luôn. Nói chung là với viên pin, là viên pin của nó là viên pin gì nhờ, hơn 4.000 các bạn dùng rất ok rồi. Mà những sản phẩm mà đời mới ấy, thì con này nó cũng mới, S10 Bluetooth nó cũng mới ra mà 125 thôi, thì là cái pin là vẫn là còn chất lượng rất là ok luôn các bạn nhé. Đấy, với tức mức giá mà từ 7 triệu 8 triệu mà các bạn mua sản phẩm mà một là iPhone X, hai là gì nhờ, giữa cân nhắc giữa iPhone X và con S10 Bluetooth này, thì theo lời khuyên của mình thì các bạn nên mua con S10 Bluetooth này các bạn nhé. Giữa giá cái tiền mà dụ 7 đến 8 triệu mà mua đến con X nhỏ hoặc X giờ, thì theo lời khuyên của mình các bạn mua, nên mua con con S10 Bluetooth này. Các bạn mua cực kỳ, dùng cực kỳ sướng hơn các bạn nhé. Đấy, dùng sướng luôn, cầm nó chắc tay mà nó đầm tay lắm, nó không nhẹ quá mà nó không nặng quá, mà màn hình nó cong cong, thiết kế rất là đẹp. Tại vì ngày xưa nó là siêu phẩm mà, các bạn dùng những sản phẩm này cực kỳ là sướng và phê các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S10 Bluetooth này, các bạn nhận hàng mình sớm nhất, bên mình đang thanh lý bạn giá cực kỳ là rẻ, 7.600.000 các bạn nhé. Con này thì mình sẽ tặng kèm cho bạn một cái ốp dẻo luôn. Đấy, các bạn về chỉ phải lắp sim và là xài các bạn nhá. Bạn nào mà thích dùng một sim cứ để nguyên gốc một sim của nó được. Dùng hai sim thì các bạn có thể là mình sẽ lên hai sim luôn cho bạn nhá. Đấy, S10 Bluetooth nhá. Giá cực kỳ là rẻ luôn. Các bạn bỏ đồng tiền ra cực kỳ là sướng luôn các bạn nhá. Đấy ạ, và sản phẩm tiếp theo, buổi tối ngày tiếp theo nhà mình lại về được con Lot 8 này. Ở Lot 8 này thì là màn hình cũng là màn hình đẹp keng nhá. Đấy, không ám ố gì, chỉ duy nhất mỗi một lốt đốm ở trên này, và nó hơi bị gì nhỉ, cái đường ám của nó trên này nhá, đường kẻ ám của nó trên này. Đấy, nó chỉ hơi mờ một đường kẻ ám mờ trên này thôi. Đây, chỉ đốm chỗ này nhá, đốm đen chỗ này và kẻ ám một tí trên này thôi. Đấy, màn hình con này thì màn hình thì từ không này đây, chỉ đốm với một đường kẻ trên này thôi. Đấy, tất cả là máy dùng bình thường. Con Lot 8 này thì là phiên bản của nó cũng là bản Hàn này, hai sim hai sóng này. Đây thì là gì nhỉ, RAM con này là RAM gì nhỉ, 6GB. Con này mình sẽ RAM cho bạn nhé. RAM con này là RAM 6GB luôn này. RAM 6GB này, bộ nhớ trong con này sẽ là 64GB nhá. Con Lot 8 này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá cực kỳ là rẻ, 2.500.000. Các bạn mua về là chạy Uber, Grab hoặc là dùng cực kỳ là sướng luôn. Đây ạ, nó chỉ bị đốm một tí thôi, màn hình đẹp nhá, không ám nhá, chỉ một đốm và một cái đường gạch ngang nó trên này thôi. Đây ạ, mờ ngang như này nhá, không dùng không ảnh hưởng gì nhá các bạn nhá. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2.500.000. Các bạn bỏ ra 2.500.000 các bạn dùng những con Lot 8 này cũng cực kỳ sướng và rất ok các bạn nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con Oppo Reno 2S. Con Oppo Reno 2S này thì là gì nhở, mình sẽ xem cho các bạn nhé. Phiên bản của nó là RAM 8GB này, bộ nhớ trong con này là 128GB luôn. Đấy, thì là màn hình con này là màn hình của nó là màn hình AMOLED cho hiển thị hình ảnh cực kỳ là tuyệt vời luôn các bạn nhé. Màn hình của nó là tràn viền luôn, RAM 8GB, bộ nhớ trong con này là gì nhở, bộ nhớ trong con này là mình quên rồi, 128GB. Con này thì là ngoại hình thì là máy còn 90/90%. Con Oppo Reno 2S này thì bên mình sẽ thanh lý bạn giá là 3.900.000 nhé. Con Oppo Reno 2S này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 3.900.000. Bạn nào muốn mua sản phẩm Oppo này các bạn dùng rất ok luôn. Oppo Reno 2S thì nó sẽ là có cam thò, cam thụt đây, các bạn bấm lên sẽ ấn xuống chụp ảnh rất ok luôn. Bạn nào thích sản phẩm Oppo Reno 2S, ngoại hình thì máy còn 90/90% này, thì các bạn nhận hàng mình sớm nhất. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 3.900.000.
Con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của một em gái rất là xinh luôn các bạn nhá. Con gái dùng kiểu họ ít chơi game thì họ rất là dữ nhá. Đấy, 3.900.000 cho các bạn nhá. Đây ạ. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con Note 8 này. À, con Note 8 này đẹp nhá. Note 8 này thì là gì nhỉ? Màn hình đẹp keng, không ám bố hay không lưu ảnh gì. Màn hình của nó là Note 8 thì là màn hình của nó là tràn viền. 6,3 inch, độ phân giải màn hình của nó là 2K các bạn nhá. Ngoại hình thì là máy con này còn máy còn 90/90%, máy thì đẹp leng keng luôn. Con Note 8 máy đẹp này thì bên mình thì đang bán cho bạn với giá là 4.500.000. Đấy. Màn hình con này đẹp keng nhá, không ám bố hay không lưu ảnh gì. Cấu hình cũng là RAM, con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Con này thì của nó là bản Hàn nhá, bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Đấy, mặc định máy Hàn về Việt Nam sẽ là 1 SIM. Bạn nào dùng 2 SIM thì mình sẽ lên 2 SIM, còn bạn nào dùng 1 SIM thì mình sẽ về 1 SIM cho bạn nhá. Đấy, con Note 8 máy đẹp keng, leng keng luôn. À, con này thì bên mình đang thành lý bạn giá 4.500.000. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 màu gì nhỉ, lông chuột này các bạn nhá, hàng sớm nhất nhá. 4.500.000 cho các bạn nhá. Đấy. Và đây là con Oppo này. Con Oppo này là Oppo A37 các bạn nhá. Oppo A37 thì con này thì là tình trạng của nó là bị hỏng mic nghe gọi bên dưới này. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 500.000, tất cả là bình thường. Wi-Fi các bạn lắp SIM vào để gọi mạng hay là gọi Facebook, Zalo thì là rất là bình thường, tất cả là bình thường nhá. Chỉ là hỏng mỗi mic loa gọi ở dưới này thôi. Với cả bị vỡ một sứt một tí kính ở trên góc này. Đấy. Là sứt một tí kính ở góc này nhá. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 500.000. Các bạn mua về để học online này hay là học gì nhở, gọi qua Facebook hoặc gọi qua Zalo cũng được nhá, học Zoom cũng được nhá. Con này thì mình sẽ thanh lý cho bạn giá là 500.000, con Oppo A37 nhá. A37 thì là 500.000 cho các bạn nhá. Đây ạ. Và đây là con này là con gì nhở, hôm nay nhà mình lại về được con này là con gì nhở. Mình sẽ xem con bạn con gì. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá cực kỳ rẻ thôi. Hôm nay thì nhà mình lại về được con Redmi 5A. Redmi 5A của nó là RAM 2GB này, bộ nhớ trong 16GB. Con này thì là nhỏ gọn các bạn nhé. Con Redmi 5A này thì nhỏ gọn. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 900.000 nhé. Ngoại hình rất là đẹp luôn này. Đấy, máy còn độ 85-90% luôn. Con Redmi 5A này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 900.000. RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB nhé. Đấy, bạn nào những sản phẩm Xiaomi này mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân hoặc các em học sinh rất là ok các bạn nhé. Rất là tuyệt vời luôn ạ. Và giờ làm việc thì bắt đầu từ là 7 giờ sáng và đến là 10 giờ tối. Mong các bạn được mình gọi sớm quá, muộn quá các bạn nhé. Nếu mà tin nhắn mà Zalo mình không trả lời kịp thì mong các bạn liên hệ trực tiếp mình đặt hàng. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là con Vivo. Con này là Vivo i11 các bạn nhé. i11 của nó là i11. Con này thì mình sẽ xem mình cấu hình của nó là bao nhiêu ghi cho các bạn nhé. Bỏ qua đi. Đấy. Thôi con này thì để gì nhỉ? Con này thì như là thôi đây, để clip sau thì mình sẽ thanh lý cho bạn nhé. Con này thì để clip sau mình sẽ thanh lý cho bạn. Thôi. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và buổi tối ngày hôm nay, à đây, nhà mình quên mất. Con này mình vừa mới về xong, vừa mới sạc pin lên xong đây. Hôm nay thì nhà mình về được con S7 này nha các bạn nhá. S7 màu hồng này. Màu hồng thì máy đẹp keng luôn. Máy con này thì máy còn 90/90%. Con Samsung S7 này thì là đây. Loa rất là to, rất là sướng. Con này thì mình sẽ xem cho bạn nhá. Con S7 của nó là con này là bản Hàn này. 2 SIM 2 sóng này. À sorry các bạn. Con này là bản Hàn nhá. S7 này con này là bản Hàn này, 2 SIM 2 sóng. Cấu hình con S7 thì là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 32GB các bạn nhá. Con Samsung S7 này thì là gì nhỉ? Con này thì là màn hình đẹp keng nhá, không ám bố hay không lưu ảnh gì. Ngoại hình thì máy còn 90/90%. Đấy, con S7 này, hôm nay mình về là con này rất là hiếm luôn. Con S7 màu hồng này thì bên mình gì nhỉ? Con này là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng, màn hình đẹp keng. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1.800.000 nhá. Các bạn mua S7 này dùng rất là ok luôn. Con S7 này nhỏ gọn mà, dùng rất là sướng luôn này. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung S7 này các bạn nhà hàng mình sớm nhất nhá. Đấy, S7 này. Đấy. 1.800.000 thì các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhá. Các bạn, con này thì nó nhỏ gọn. Các bạn dùng những con này rất là ok luôn, máy zin nguyên bản luôn nhá. Máy Hàn zin nguyên bản. Con này thì mình đã lên 2 SIM cho bạn rồi. Bạn nào dùng 2 SIM thì các bạn có thể là về lắp 2 SIM. Còn các bạn nào mà dùng 1 SIM thì các bạn có thể lắp 1 SIM cũng được các bạn nhá. Đấy.
Thì là buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được 10 mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì là bây giờ thì cũng muộn rồi. Thì là các bạn là tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp. Thì là các bạn ưng nào sản phẩm mình, các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp mình đặt hàng ở đây địa chỉ cửa hàng mình. Gần các bạn thể là trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi mua bán. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn đang xem video mình một buổi tối ngủ ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip tối ngày mai các bạn nhé.